anh nhá, sắt sàn đang buộc đó nha, một lúc nữa là xong này, một lúc nữa là xong. Rồi, lớp mô men trên đó cho nó ổn định bể nước này. Ơi, lên buộc đi. Lên buộc cái xong. Ơi. Bé ơi, cầm cầm cái kéo xuống, cầm cái kéo cắt sắt xuống cho ông sĩ ra rồi.